Ai tín, Linh Mục Gia Cô Bê Đặng Công Anh qua đời. Văn phòng Tòa Giám Mục Quy Nhơn kính báo cha Gia Cô Bê Đặng Công Anh vừa qua đời lúc 21 giờ 11 phút ngày 24 tháng 9 năm 2022 tại nhà hưu dưỡng Quy Nhơn. Tiểu sử cha Gia Cô Bê Đặng Công Anh sinh ngày 4 tháng 4 năm 1947 tại Thôn Vạn Lộc, Tịnh Minh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi từ năm 1956 đến năm 1966 học tiểu chủng viện làng sông, từ năm 1966 đến năm 1975, học giáo hoàng học viện PO10 Đà Lạt, từ năm 1970 đến năm 1971, giúp tiểu chủng viện quy nhơn. Ngày 19 tháng 12 năm 1974, thụ phong linh mục. Từ năm 1975 đến năm 2001, cha sở giáo xứ Kim Châu. Từ năm 2001 đến năm 2012, cha sở giáo sứ Quy Hiệp. Từ năm 2012 đến năm 2016, cha sở giáo sứ Gành Giáng. Từ năm 2016 đến năm 2022, cha sở giáo sứ Quảng Ngãi. Từ năm 2016 đến năm 2022, hạt trưởng hạt Quảng Ngãi. Tháng 6 năm 2022 đến tháng 9 năm 2022, hưu dưỡng. Ngày 24 tháng 9 năm 2022, tư chân tại nhà hưu dưỡng vào lúc 21 giờ 11 phút, chương trình tẫn liệm và an táng, lễ viếng và cầu nguyện tại Trùng Viện Quy Nhơn 120 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn. Nghi thức tẫn liệm và thánh lễ 16 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2022, nghi thức di quan 4 giờ 45 phút ngày 27 tháng 9 năm 2022, thánh lễ an táng. 5 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2022 tại nhà thờ chính tòa Quy Nhơn, an táng tại Nghĩa địa các linh mục ở làng sông. Xin quý cha trong giáo phận dâng ba lễ cầu nguyện cho cha Gia Cô Bê. Xin quý cha và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cha Gia Cô Bê được hưởng nhan thánh chúa. Nguồn bài viết Văn phòng tòa giám mục Quy Nhơn Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.